Cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người tên là The Math of Life, có nghĩa là bài toán cuộc đời. Thì tại sao mình lại muốn nói về câu chuyện là cuộc đời nó giống như một bài toán? Đơn giản là vì mình, bản thân mình là một gọi là The Math Nerd, có nghĩa là một người mọt sách, học chuyên toán ra. Và dù muốn hay không thì nó cũng vẫn có những cái ảnh hưởng đến với cách suy nghĩ và tư duy của mình. Cái chủ đề này thực ra là một cái chủ đề lớn mà mình đã trăn trở trong mấy năm vừa qua. Khi mà Covid nó xảy ra thì tất cả chúng ta đều bị bất ngờ, không thể hiểu hết được những cái ảnh hưởng và tác động của nó đến với mình như thế nào. Bản thân mình cũng trải qua một cái quãng thời gian rất là khó khăn. Thì cái công thức nó gồm có 3 phần. Đầu tiên là why, thứ hai what và thứ ba là how. Thế thì đơn giản thôi, để mà giải quyết bất cứ một vấn đề gì trong cuộc sống thì chúng ta sẽ phải trả lời 3 câu hỏi. Tại sao chúng ta lại làm cái điều đó? Khi mà có cái năng lượng rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì? Và cuối cùng là chúng ta làm như thế nào? Với câu hỏi đầu tiên, tại sao chúng ta cần đi tìm cái động lực cho tất cả những gì chúng ta làm? Tại sao mình lại làm cái việc này chứ không làm việc kia? Cái nguồn năng lượng, cái động lực, cái motivation nó đến từ đâu? Hay là giống như Oprah đã từng nói, cái intention của chúng ta nó sẽ quyết định cái outcome, có nghĩa là cái mục đích của chúng ta ban đầu là gì, nó sẽ quyết định cái kết quả cuối cùng. Khi mà Covid xảy ra thì bản thân mình có một cái motivation loss, có nghĩa là bị mất cái năng lượng và động lực làm việc. Và mình rất là thấy nó rất là lạ, tại vì là trong cái thời gian Covid, mấy năm Covid, khi mà cái chuỗi rạp chiếu phim của mình nó bị ảnh hưởng trầm trọng, doanh thu gần như là về không và rất là nhiều chi phí vẫn phải chi ra, mình đứng trước một cái nỗi sợ hãi cực kỳ lớn, đó là mình có thể mất tất cả những cái thành quả của mình đã gây dựng ra trong nhiều năm. Thế nhưng mà cái điều mà nó ngạc nhiên đối với mình ấy là trong cái thời điểm Covid đang xảy ra và mình đang phải gồng lên để xử lý tất cả mọi việc thì mình không bị mất motivation, mình không bị mất cái nguồn động lực. Nhưng mà khi mà Covid nó qua đi rồi, khi mà mọi thứ đã bắt đầu quay trở lại rồi và mình nhìn nhận lại cái cuộc chiến tại thời điểm đó thì mình mới bắt đầu thấy mất động lực. Thì mình thấy rất là khó hiểu tại sao lại là như thế. Và mình bắt đầu quay trở về bên trong để hiểu hơn cái cách mà tâm trí của mình vận hành. Và mình bắt đầu nhận ra là cái nguồn động lực của mình trong rất nhiều năm nó đã đến từ một cái nguồn năng lượng tiêu cực. Tiêu cực nghĩa là sao? Đó là cái nguồn năng lượng mình dùng để khai thác cái động lực từ việc mình muốn chứng tỏ bản thân. Mình muốn thể hiện là mình tốt, mình giỏi, mình làm được cái này cái kia và mình có thể hơn được người này người khác. Rất là nhiều những cái động lực của mình trong suốt nhiều năm trước Covid nó đã đến từ điều đó. Khi mà cái nguồn động lực đến từ những cái năng lượng tiêu cực thì nó đến từ cái tôi, đến từ cái ngã, đến từ những cái cảm nhận của chúng ta về bản thân. Tôi là người như thế này, tôi là người có khả năng thế kia, tôi phải chứng tỏ được tôi thế này thế nọ. Và cái năng lượng đó thì thường nó rất là automatic, nó rất là tự nhiên. Nó đến với chúng ta một cách không cần chúng ta phải cố gắng, tự nó sẽ có. Cái sự đố kỵ, cái sự ghen ghét, cái sự muốn chứng tỏ bản thân, hoặc là những cái vấn đề của chúng ta đã từng gặp trong quá khứ khi còn là một đứa bé, nó đến rất là tự nhiên. Và nó rất là có giới hạn. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ khai thác những cái năng lượng từ cái nguồn năng lượng đó thì nó sẽ không thể nào mà nó cứ khai thác mãi được. Và nó rất là dễ biến mất. Ví dụ như câu chuyện của mình khi mà Covid xảy ra, mặc dù là sau Covid thì doanh nghiệp của mình vẫn tồn tại được, vẫn có đủ điều kiện để phát triển tiếp, nhưng mà mình không có động lực để mình đi tiếp nữa. Tại vì mình thấy được cái phần thưởng mình đã tạo ra nó không còn xứng đáng, nó không còn đủ hấp dẫn. Thì do đó là mình mới chứng tỏ là thấy nó rất là dễ nó biến mất. Và đặc biệt là nó mang theo nó rất nhiều những cái giá phải trả. Cái giá phải trả là gì? Là cái sự căng thẳng, là cái sự bực bội khi mà mọi thứ nó không theo ý mình. Hoặc là đôi khi mình tự nhìn lại thì cái cách mình làm việc với cộng sự, đôi khi là mình sẽ cáu giận, mình sẽ có những cảm xúc rất tiêu cực với các bạn nếu mà các bạn không làm đúng theo những ý mà mình muốn, nếu mà các bạn không thỏa mãn được cái tôi của mình. Tôi là thế này, tôi phải làm được thế này, tại sao các bạn trong team của tôi lại không làm được như thế? Thì tự nhiên là mình cáu gắt và mình có rất nhiều cảm xúc tiêu cực và vô hình chung nó tạo ra kết quả không được tối ưu. Thì mình mất phải đến gần một năm sau khi Covid xảy ra, ở trong cái trạng thái không có một chút động lực nào để làm việc. Một năm trời mình quay trở về bên trong, tìm hiểu chính bản thân mình, trả lời những câu hỏi lớn. Tại sao? Tại sao tôi lại thế? Tại sao tôi lại mất động lực ở cái thời điểm này? Thì dần dần mình mới nhận ra là mình bắt buộc phải xây dựng những cái động lực mới
đến từ cái nguồn năng lượng tích cực. Đó là những nguồn năng lượng đến từ vô ngã. Nó không phải phục vụ cho bản thân mình, nó phải phục vụ cho những cái thứ bên ngoài mình, cho cộng đồng, cho xã hội, phục vụ, phục sự người khác. Chúng ta làm việc không phải là vì chúng ta muốn thể hiện, chúng ta muốn tỏ ra là mình hơn ai, hay là mình phải làm được hơn người này người kia, mà chỉ đơn giản chúng ta yêu thích cái công việc đó. Chúng ta khai thác cái năng lượng này thì nó cần chúng ta phải lao động. Nó không đến một cách tự nhiên, chúng ta phải nghĩ về nó, chúng ta phải khai thác nó, chúng ta phải tìm cách để xây dựng nó. Và khi mà dùng cái nguồn năng lượng này thì nó sẽ không có giới hạn, rất là vững bền. Tại vì khi mà chúng ta làm một cái việc nó đến từ nguồn năng lượng tích cực thì dù kết quả nó có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy vui. Giống như chúng ta chơi một cái trò chơi game thôi, một trò chơi điện tử, thắng thì cũng vui, mà không may kết quả nó không được như mong ước thì cũng không sao cả, chúng ta vẫn có một quãng thời gian vui vẻ cùng nhau. Và khi mà dùng cái nguồn năng lượng này thì tự nó sẽ sinh thêm ra nó. Thế thì cái việc của chúng ta cần phải làm là take note, có nghĩa là hãy nhận ra khi mà chúng ta làm một cái việc gì thì cái nguồn năng lượng đó, cái động lực đó nó đến từ đâu, nó tích cực hay là nó tiêu cực. Và chúng ta hãy tìm cách để chuyển hóa. Và chuyển hóa xong thì lặp lại cái vòng này, chúng ta sẽ có một cái thói quen như vậy và luôn tự nhìn nhận xem là cái động lực nó đến từ đâu, chúng ta làm sao để có thể convert được nó. Một cách rất là tình cờ, không biết làm sao khi làm slide tự nhiên lại nó ra cái hình mặt cười rất là xinh như này. Có ai nhìn ra mặt cười không ạ? Nếu mà có thì cho mình một tràng vỗ tay đúng không ạ? Đó. Và một cái ví dụ tiếp theo là đến từ bài hát Việt Nam ơi của Minh. Khi mà Minh viết bài hát này năm 2011 là cái thời điểm trước khi sang Mỹ để du học, thì mình viết cái bài hát này với một cái tâm thế rất là thoải mái, không hề có ý nghĩ là nó sẽ phải thành một bài hit. Và mình có rất là nhiều cảm xúc với quê hương đất nước và muốn viết một bài hát nào đó để dành tặng cho cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Và bài hát nó được thực hiện rất là nhanh, chỉ trong 30 phút, cả lời lẫn nhạc. Và như các bạn cũng biết, mình phát hành bài hát này từ năm 2011, nhưng mà sau này bài hát nó có cái đời sống riêng, nó lớn mãi và nó được rất nhiều người yêu mến. Thì cái động lực của nó rất là trong trẻo và nó rất là thuần khiết. Do đó bài hát nó có rất là nhiều cái năng lượng tốt và nó được mọi người yêu mến. Thú thật là sau này mình cũng có cố gắng để viết một vài bài hát khác, nhưng cái động lực nó khác. Vì lúc đấy mình lại thấy là mình viết thêm để nó thêm được danh tiếng cho mình, hay là nó thu đậy cho mình những cái lợi ích này, lợi ích kia, thì tự nhiên nó không còn được như vậy nữa. Một cách rất là tự nhiên vậy thôi. Cho nên đấy chính là cái ví dụ mà mình chia sẻ với mọi người. Hãy tự kiểm tra cái động lực của tất cả những việc chúng ta làm, tìm cách chuyển hóa nó và chúng ta sẽ thu được thành công. Cái phần thứ hai là phần what. Khi mà chúng ta đã kiểm tra và có được cái động lực đúng từ cái nguồn năng lượng tích cực rồi, thì chúng ta lại phải hỏi bản thân mình xem chúng ta sẽ dùng cái năng lượng đấy như thế nào, làm sao để có thể áp dụng nó vào tất cả những cái quyết định chúng ta sẽ phải quyết định trong cuộc sống. Thì ở đây là một cái bài toán tiếp theo. Trong bất cứ tình huống nào sẽ có một cái hành động tối ưu để chúng ta thực hiện. Cuộc sống của chúng ta nó sẽ có những cái yếu tố A, B, C, D, E, là những cái thành tố nó đã xảy ra và nó hiện diện trong cái giây phút thực tại chúng ta đang sống. Có thể là yếu tố bên trong, có thể là yếu tố bên ngoài, có thể là cá nhân con người chúng ta, những cái điều kiện và những cái ảnh hưởng khác mà có thể xảy ra cho mọi quyết định của chúng ta cần phải thực hiện. Vậy thì trong mỗi giây phút, cái điều mà chúng ta cần phải xử lý là tìm ra cái hành động Z, chính là một cái hành động nhất định mà chúng ta cần phải làm trong cái tình huống đó, và đó sẽ là cái hành động tối ưu. Thì sẽ có 3 lựa chọn. Một là chúng ta không làm gì cả. Nếu mà chúng ta phân tích xong và chúng ta thấy là không cần làm gì sẽ là hoạt động tối ưu. Hai là chúng ta thay đổi cái tình huống đó. Và thứ ba, nếu có thể chúng ta rời khỏi tình huống đó. Ví dụ các bạn đang nghe mình diễn thuyết như thế này, một bạn nào đó ngồi ở trên kia trong một cái hàng ở giữa, tự nhiên cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cái suy nghĩ đấy nó xảy ra ở trong đầu và mình nghĩ là mình có nên đứng dậy để đi vệ sinh giữa bài nói của anh Minh Beta hay không? Thế thì trong đầu của chúng ta nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái phân tích, tính toán và thông tin. Và cái được cái mất chúng ta sẽ phân tích. Có thể ngồi im để nghe tiếp thì cảm thấy khó chịu, đúng không? Cái sensation, cái bodily sensation, cái cảm giác toàn thân nó sẽ gửi lên là cảm giác hơi khó chịu. Thì cái đấy là cái mất, mình sẽ phải chịu đựng cái đó và có thể mình sẽ không tập trung được hoàn toàn vào bài nói. Còn hai là mình đứng dậy, mình đi ra ngoài, mình đi vệ sinh thì ngại một chút này, sẽ phải chấp nhận một vài cái ánh mắt khó chịu này. Có thể là cái phần nói của anh Minh nó sẽ có cái thông tin gì đấy hay ho mà các bạn sẽ bỏ lỡ.
Thì cái sự phân tích đấy nó sẽ xảy ra trong đầu các bạn, và các bạn phải chọn một cái action để làm. Thế thì đơn giản thôi. Các bạn tính toán, phân tích xong, chọn cái nào thì cũng là quyết định tối ưu rồi. Và cái learning ở đây, cái bài học ở đây ấy, là quyết định cái gì xong thì hãy làm hòa với nó. Chứ cái tệ nhất ấy là ngồi đây nghe cả buổi, vừa không đi được vệ sinh nhưng mà cái đầu thì chỉ nghĩ về cái sự khó chịu đấy thôi. Thì đấy là cái kết quả mà chúng ta thua cuộc. Chúng ta không giải ra được cái chữ Z tối ưu cho chúng ta. Vậy thì có một vài cái tips mà mình tự đưa ra cho bản thân mình và muốn chia sẻ với mọi người đây là gì? Đầu tiên, trong mọi tình huống, hãy hoàn toàn chấp nhận thực tại trước. Chấp nhận ở đây có nghĩa là hãy ý thức được là tất cả những thứ nó đang xảy ra tại cái giây phút này, nó hiện diện ở đây, là nó đã xảy ra rồi, và nó nên xảy ra, và nó xảy ra là có cái lý của nó. Thì rồi tiếp sau đó chúng ta mới phân tích xem chúng ta có thể làm gì và nên làm gì. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái tâm trí của mình để phân tích và dò xét, nhưng mà cũng nhớ dùng trái tim của mình trong mọi tình huống để tìm ra một cái câu trả lời phù hợp. Tiếp nữa là cả những yếu tố bên trong lẫn bên ngoài nó đều quan trọng. Cả cái việc là tâm trí của chúng ta như thế nào lẫn những cái điều kiện bên ngoài nó có cái điều gì, nó cũng sẽ giúp cho mình quyết định được đúng hơn. Tiếp theo nữa, sau mỗi lần giải quyết các vấn đề này, chúng ta hãy tập cho mình một cái thói quen reflect, có nghĩa là nhìn nhận lại xem là chúng ta đã giải cái bài toán lúc đó như thế nào và liệu có cái điều gì chúng ta có thể làm được tốt hơn nữa hay không. Cuối cùng là hãy chấp nhận mọi thực tại sau khi chúng ta giải xong cái bài toán đó, chấp nhận cái thực tại tiếp theo và tiếp tục giải cho cái con số Z tiếp theo. Vâng, vậy thì những cái điều mà chúng ta không nên làm là gì? Đầu tiên ấy là những cái suy nghĩ lan man viển vông. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bài toán ở trên ấy, nó là một cái bài toán để giải cho tất cả các cái yếu tố, tất cả những factor xảy ra trong cuộc sống của chúng ta tại một thời điểm nhất định, và một cái action mà chúng ta sẽ take nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái thực tại đó. Vậy thì nếu mà chúng ta cứ đi vào một cái ngõ hẹp, có nghĩa là chọn một cái yếu tố cụ thể nhưng mà không tìm ra lời giải cho một cái bài toán chung, thì chúng ta cũng fail. Cái tiếp theo là nếu mà chúng ta cứ sống ở trong quá khứ hoặc là tương lai quá nhiều mà không sống ngay trong giây phút hiện tại, thì chúng ta cũng sẽ không giải được bài toán này một cách tối ưu. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta liên tục trốn tránh thực tại, ví dụ như là nếu mà chúng ta có cái thói quen là liên tục cứ giây phút nào rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra chơi game hoặc là TikTok hay bất cứ cái điều gì, nếu mà giải trí một cách lành mạnh và trong một cái thời gian phù hợp thì không có gì là sai cả. Nhưng nếu mà chúng ta liên tục có cái thói quen đó thì đấy là chúng ta đang trốn tránh thực tại, và chúng ta sẽ không giải quyết cái bài toán của chúng ta một cách hiệu quả và tối ưu. Và cái cuối cùng nữa, một cái lỗi mà mình cũng tự nhắc bản thân mình là tránh không được wishful thinking, có nghĩa là suy nghĩ một cách không thực tế. Cái tình huống nó đang là như vậy nhưng mà mình cứ ước là nó khác đi. Vâng, và khi mà chúng ta nhớ được những cái don'ts này á, thì chúng ta sẽ tránh được những cái lỗi thường gặp để chúng ta luôn luôn tìm ra một cái lời giải tối ưu cho cái bài toán tại từng giây phút của chúng ta. Vâng, một cái phần chia sẻ tiếp mình muốn nói với các bạn là sẽ luôn có một cái mức độ tối ưu về sự cố gắng. Các bạn đừng có tưởng là cứ cố hết mức rồi cố thêm là chúng ta sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu hơn đâu. Và chúng ta cần phải đủ cái sự định tĩnh để lựa chọn xem là cái mức độ này đã vừa phải hay chưa. Vâng, vậy thì sau khi mà chúng ta đã giải xong những cái bài toán này rồi và biết là cái lựa chọn này đã là lựa chọn tối ưu, thì cái món quà lớn nhất chúng ta sẽ có đó chính là cái sự bình yên ở bên trong, inner peace. Tại vì rõ ràng đây là cái bài toán tối ưu chúng ta đã giải xong rồi, tính toán phân tích xong rồi, vậy thì có cái gì mà phải băn khoăn nữa. Đừng có chui vào những cái ngõ hẹp của tư duy và cứ sợi xoáy sâu vào các vấn đề để làm chúng ta bị căng thẳng bực bội. Một cái ví dụ rất là cụ thể vừa nãy nói với các bạn về chuyện là đi vệ sinh đúng không? Một câu chuyện rất nhỏ. Nhưng mà một câu chuyện lớn hơn là lèo lái cả một doanh nghiệp vượt qua vài năm Covid, một chuỗi rạp chiếu phim, hàng trăm cán bộ công nhân viên, bao nhiêu con người trông đợi vào mình. Một cái khối lượng công việc khổng lồ. Rất nhiều anh em đã xây dựng trong nhiều năm. Chỉ một bài toán đơn giản này, mình giải quyết hết tất cả mọi việc. Trong mỗi thời điểm, mình cứ phân tích xem cái gì là cái mình có thể kiểm soát được, cái gì là cái mình không thể kiểm soát được. Và trong mỗi thời điểm mình tính xem là cái hành động tối ưu mình thực hiện được trong cái lúc đó là gì. Chỉ bằng một bài toán này, mình giữ được cái sự bình yên và định tĩnh trong tâm hồn mình để vượt qua tất cả mọi thứ. Nếu mà bây giờ tính ra cái thiệt hại về tài chính, về cơ hội đã mất đi thì nó vô cùng lớn, nhưng mà mình vẫn đứng đây vẫn cười được. Thế thì chứng tỏ là bài toán này nó hữu dụng.
và mình hy vọng là các bạn cũng có thể dùng nó áp dụng chính cho cuộc sống của mình ngày này qua ngày khác để xem nó hoạt động như thế nào và giúp được cho mình ra sao. Vâng, và đến cái phần thứ ba cũng là phần cuối của chương trình. Vậy thì chúng ta đã biết cách để khai thác động lực đến từ cái nguồn tích cực. Thứ hai, có một cái bài toán để giải cho cái quyết định của mình trong từng tình huống là làm cái gì. Vậy thì đến phần thứ ba, làm như thế nào? Thì theo mình nó không có một công thức cụ thể. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái cách sống riêng, một cái cách riêng. Và như mình thì mình thích cái việc là được trải nghiệm để có thể tiến nhanh hơn trên cái learning curve, có nghĩa là cái cung học vấn của mình, để mình học được, hỏi thêm được nhiều thứ, để mình biết là mình nên làm gì và không nên làm gì, và mình có nhiều cái trải nghiệm thú vị và phức tạp để mình tự học ra từ đó. Chính là cái tư duy sống micro life, nhiều cuộc sống nhỏ mà mình áp dụng cho chính bản thân mình trong nhiều năm vừa qua. Và đối với mình thì điều đó nó thú vị, nó hấp dẫn. Như là trong thời điểm Covid cũng vẫn là cái quyết định ở phần 2, nhưng mà với cái style của mình thì dù là mình trải qua khó khăn và thách thức như vậy, nhưng mà năm 2020 mình và cộng sự của mình vẫn tập trung để đưa ra một cái thiết kế mới cho chuỗi rạp chiếu phim của mình, với một cái phong cách hoàn toàn khác, với một cái style hoàn toàn khác. Và đó là cái cách mà mình trải nghiệm cuộc sống của mình. Nếu mà mình không có điều kiện để mình phát triển theo cái hướng này thì mình sẽ tìm cách để mình phát triển theo cái hướng kia, mình tìm những cái cách đi khác. Và một cái thành công có thể nói là một cái sự khích lệ đối với mình và cộng sự của mình là với cái thiết kế này, cái rạp chiếu phim của mình được vinh danh ở rất nhiều các cái tạp chí và các cái trang về thiết kế nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Và phải chia sẻ thật với các bạn, một cái niềm vui này nó rất là bé, nhưng mà nó giúp cho mình và cộng sự của mình có cái niềm tin để vượt qua mấy năm Covid. Vâng, và lời cuối mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người là cuộc sống của các bạn là của các bạn. Không có cách nào đúng hay sai để mà sống cả. Không ai ở đây hay ở bất cứ nơi đâu có thể nói với các bạn là cách các bạn sống là đúng hay sai. Các bạn hãy tự chọn cho mình cái cách mình sống. Những cái công thức mình chia sẻ, hy vọng là các bạn có thể thấy thú vị và thử áp dụng vào cuộc sống của mình, rồi xem nó hoạt động ra sao, tự mình phát triển cho mình một cái cách riêng, những cái công thức riêng để sống. Không có cách nào đúng hay sai để sống cả, miễn là các bạn sẵn sàng chấp nhận những cái kết cục của mọi cái hành động của mình. Và xin chúc tất cả mọi người sẽ có một cái công thức riêng thực sự là thú vị cho cuộc sống. Tại vì cuộc sống này bản chất vốn rất là đáng sống. Xin cảm ơn tất cả mọi người.